Chào mừng quý vị và các bạn đến với Học Bơi Hà Nội Cô Như Ý, website dạybơi.vn, hotline 0981123345. Ở video này, trung tâm của chúng tôi muốn hướng dẫn cho các bạn và giải đáp cái thắc mắc của các bạn, đó là về kỹ thuật bơi ếch chuyên nghiệp và kỹ thuật bơi ếch cơ bản, nó khác nhau ở điểm nào. Thì các bạn cùng xem nhé. Vừa nãy là các bạn nhìn nó là bơi cơ bản mà các bạn đã hay tập. Và đây nó là kỹ thuật bơi chuyên nghiệp. Thì có một số bạn thắc mắc là các bạn bảo hình như là mình học bơi sai như nào đấy. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chỉ rõ cho các bạn những cái lỗi kỹ thuật và hai cái sự khác biệt giữa bơi ếch cơ bản và bơi ếch hiện đại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến kỹ thuật chân của hai kỹ thuật này đầu tiên nhé. Rồi các bạn, đến đây là kỹ thuật chân ếch cơ bản. Nó cũng bao gồm 4 động tác, đó là co, mở gối, bẻ xoay, đạp khép. Co, bẻ, đạp, khép. Đó, đây là kỹ thuật bơi chân ếch cơ bản các bạn nhé. Thì ở kỹ thuật chân ếch cơ bản này nó khác một cái, đó là chúng ta mở rộng gối sang hai bên. Thực chất ra mà nói, để cho các bạn cảm nhận được rõ hơn về cái kỹ thuật chân của mình thôi, khi chúng ta mở gối sang hai bên thì là vô tình là cái chân của mình nó không bị thu gối chân về bụng quá nhiều. Đó, thì nó vẫn tạo ra được cái đường thẳng thân người, so với thân người, người ta gọi là đường thẳng thân người. Đó, tạo ra một cái đường thẳng. Co, bẻ, xoay, đạp, khép. Thì ở kỹ thuật bơi cơ bản này nó khác mỗi điểm là chúng ta mở gối nhiều hơn để cho các bạn cảm giác cái chân của bạn được tốt hơn. Đó, các bạn nhìn. Co, bẻ, đạp, khép. Đây nó là kỹ thuật bơi chân cơ bản. Bạn lưu ý nhá. Đó, co, mở gối, bẻ xoay, đạp khép. Co, bẻ xoay, đạp khép. Đúng rồi. Đó, các bạn nhìn kỹ nhé. Đây nó là kỹ thuật bơi cơ bản. Thì các bạn xem là nó khác nhau ở cái điểm nào nhé. Đó, các bạn tự nhận xét nhé. Đó, co, cái chân này mình mở gối nhiều hơn, co gót chân về mông để tạo cho mình một cái đường thẳng so với tư thế thân người của mình. Thế. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi với lại kỹ thuật chân ếch hiện đại nhé. Để xem là kỹ thuật chân ếch hiện đại nó có những lỗi nó như thế nào. Rồi đây nó là kỹ thuật chân ếch hiện đại. Thì với hiện đại này, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì nó được bắt đầu ở thế kỷ 21. Đó. Động tác chân ở trong kỹ thuật bơi hiện đại này thì các bạn nhớ này, chân nó có tác động chủ yếu tạo ra cái sức tiến cho cơ thể. Các động tác ví dụ co chân, xoay bàn chân, đạp chân và lướt nước thì cần phải được tiến hành liên tục và chặt chẽ với nhau. Các bạn lưu ý là cần tránh một số lỗi sau, ví dụ như là đầu gối co quá cao làm giảm lực đạp chân, không xoay bàn chân mà chỉ đạp làm mất lực đạp chân đáng kể đấy, và lướt nước chậm. Nó cũng là, nếu mà các bạn mà không xoay được cái bàn chân ra thì nó làm mất lực và lướt nước cũng khá là chậm đấy các bạn nhé, lưu ý. Và các bạn nhớ đây, đạp chân theo cái chiều hướng xuống đáy bể, khiến tác dụng đẩy người kém. Đó, tốc độ bơi chậm, đạp chân quá nhanh, không có giai đoạn lướt nước, gây phí sức và bơi không có hiệu quả. Đó, các bạn lưu ý nhé, thì ở cái động tác bơi hiện đại này thì nó khác một chút, đó là các bạn nhớ này, cũng co gót chân về mông nhưng mà cái chân của các bạn mở gối không tối đa, không quá cái vai của bạn. Đó, mở chân tối đa không quá vai của bạn nhé. Thế. Này, cũng co này, co lại xoay ngang, đạp khép. Đấy, thì chúng tôi vừa nói một cái vài cái lưu ý của cái kỹ thuật chân hiện đại, các bạn nhớ nhé. Đấy, khi mà các bạn co lại là co cũng xu hướng co gót chân về mông. Nếu mà các bạn mà không co gót chân về mông thì là cái gối chân của bạn sẽ thu gối về bụng, thì lúc đấy là chúng ta đạp nó không có hiệu quả, tại vì đơn giản là nó bị mất cái tư thế thân người của mình, đó là tư thế đường thẳng.
Brake thì thẳng là thẳng so với thân người của mình, các bạn lưu ý nhé. Đó, co, xoay, đạp, khép. Các bạn tưởng tượng như mỗi một chân nó vẽ nửa vòng tròn. Đó, mỗi một chân vẽ nửa vòng tròn. Hai chân nó thành một cái vòng tròn đấy các bạn. Đó. Các bạn nhớ nhé, không mở gối quá nhiều, tối đa hóa chỉ có bằng vai của các bạn thôi. Xoay, đạp, khép. Thế. Vậy thì thực chất ra mà nói thì cái điểm khác nhau giữa bơi cơ bản và bơi hiện đại thì là cái gối chân của các bạn không mở quá nhiều. Chân nó làm ở cái phạm vi thu hẹp hơn để tránh các lực cản được tốt hơn, tạo ra lực đẩy mạnh hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái kỹ thuật chân nhé, à kỹ thuật tay. Ở cơ bản và hiện đại thì xem là nó khác nhau ở điểm nào. Ở đây nó là kỹ thuật tay ếch cơ bản. Thì kỹ thuật tay ếch cơ bản này thì các bạn lưu ý ở nó giống như con ếch vậy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tay của nó tối đa hóa lực nó chỉ từ 20 cho đến 30% sức lực thôi, tối đa hóa lắm rồi. Đó. Tay nó là những cái chuyển động chậm và đều, nó chuyển động liên tục nhưng mà chậm và đều đấy. Và tay các bạn này, tách tay, quạt, ôm vào, đưa lên. Tay có 4 giai đoạn này, tách, quạt, ôm vào, đưa lên. Vì các bạn lưu ý ở cái kỹ thuật bơi tay cơ bản này thì cái tay của mình nó quạt rộng sang, quạt rộng sang hai bên đó. Thực ra quạt rộng sang hai bên thì nhằm mục đích cho các bạn, nó là các bạn có thời gian để lên thở một cách tốt hơn đấy. Có nghĩa là thời gian nhiều hơn, thay vì là 1 phút thì bây giờ mình có 2 phút chẳng hạn như thế. Thì các bạn quạt rộng ra thì cái thời gian lên thở của bạn được nhiều hơn. Đó. Thế. Rồi bây giờ thì ở tay hiện đại thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Rồi các bạn thử xem cái tay ếch hiện đại nhé. Thì các bạn lưu ý nhé, đây nó là kỹ thuật tay ở trong kỹ thuật bơi tay hiện đại. Thì cái động tác tay trong kỹ thuật bơi hiện đại này nó góp phần quan trọng vào việc tạo ra lực tiến cho cơ thể. Ở bơi cơ bản thì nó không quan trọng lắm, thì cái này nó sẽ tạo ra lực tiến cho cơ thể. Bạn cần nắm vững cái kỹ thuật quạt tay và phối hợp các động tác tay với chân và động tác thở một cách nhịp nhàng nhé. Trong kỹ thuật của cái động tác tay được chia thành các giai đoạn sau, ví dụ như là tư thế bạn bắt đầu, hay còn gọi là tư thế ôm nước này, tì nước này, đó. Tư thế quạt nước này và duỗi tay. Các động tác này có mối liên quan chặt chẽ với nhau, tạo thành cái động tác tay hoàn chỉnh. Lưu ý này, khi quạt tay cần phải khép nách khi thu về. Khi quạt nước, phần cánh tay và cổ tay phải vuông góc với nhau. Bàn tay khép hờ, tuyệt đối không được xòe bàn tay khi quạt nước các bạn nhé. Đó. Các bạn lưu ý nhé, cái này thì nó dùng lực mạnh hơn một chút và mình thực hiện cái động tác tì nước dứt khoát hơn, và nhớ là khép nách này. Đó, cái động tác khép nách nó là cái động tác ôm nước, nó làm cho đẩy cái thân người của mình lên cao. Đó, nó cần cái lực mạnh hơn và dứt khoát hơn. Đó, các bạn để ý kỹ nhé. Động tác tay ở cái kỹ thuật bơi cơ bản thì chúng ta quạt rộng để có thời gian lên thở nhiều hơn đấy, và cái lực của tay nó cũng ít dần bớt đi, nó chỉ có tối đa là khoảng 30% sức lực. Thì ở cái động tác hiện đại này thì nó là một cái yếu tố khá nhiều để góp phần để cho chúng ta được tạo ra được cái lực tiến. Ở đây đó là hai cái đặc điểm khác nhau giữa tay ếch cơ bản và tay ếch hiện đại. Thì bây giờ chúng ta đi đến kỹ thuật tư thế thân người. Đấy. Thì chúng tôi nói qua một chút về cái tư thế thân người trong kỹ thuật bơi hiện đại cho các bạn xem nhé. Sau đó thì mình sẽ nhìn bạn ấy thực hành. Ở cái tư thế thân người trong kỹ thuật bơi hiện đại ấy, không cố định mà biến động theo các động tác của tay và chân.
Nên giữ thân người nằm ngang, bằng trong nước ở tư thế lướt nước tốt nhất, làm giảm bớt lực cản và phát huy đầy đủ được cái lực đẩy của tay và chân. Các bạn không nên ngẩng đầu hoặc là ưỡn ngược quá nhiều, sẽ làm thân người chìm sâu, tăng thêm lực cản với nước. Cách tốt nhất để thân người có dạng lướt tốt là hơi ưỡn ngược thôi, hơi nhé các bạn nhé. Hóp bụng, dưới lưng, hai chân khép và hai tay duỗi thẳng, vươn dài ở phía trước. Cái gáy hơi căng. Đấy, lưu ý là khi hít vào, lúc là cằm nhô khỏi mặt nước, hai bả vai cần phải nâng lên. Có nghĩa là dùng lực ở vai ấy, ở cái giai đoạn 3 ấy, giai đoạn 3 đó là giai đoạn ốm nước ấy. Đó. Có nghĩa là các bạn không ngửa cổ lên nhé, các bạn không phải ngửa cổ lên, ngửa cổ là nó làm cho cái thân các bạn chìm khá là sâu đấy. Rồi bây giờ chúng ta đi lại tổng quan cái kỹ thuật bơi hiện đại nhé. Rồi các bạn cùng để ý lại cái kỹ thuật bơi ếch chuyên nghiệp một chút nhé. Thì cái động tác bơi ếch chuyên nghiệp này nó được chân tay nó được rút gọn lại. Thì các bạn nhớ đây, động tác rút gọn lại, chúng ta không nên ưỡn ngược lên, thoải mái các bạn nhìn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn cả hai cái kỹ thuật cùng bơi như thế nào nhé. Rồi các bạn nhớ đây là bơi hiện đại, thì chúng tôi chậm nhịp lại để cho các bạn nhìn cùng. Một cái là cơ bản, cái là hiện đại, thì tôi sẽ chậm nhịp cái kỹ thuật bơi hiện đại lại để cho các bạn tưởng tượng được rõ hơn nhé. Đấy. Đó, đây là hai kỹ thuật, một là cơ bản, hai là chuyên nghiệp. Thì ở chuyên nghiệp thì chúng tôi bơi chậm lại để cho các bạn nhìn thấy nhịp. Còn không là mình sẽ bơi nhanh hơn rất là nhiều. Đấy. Nếu mà bơi chuyên nghiệp thì cái vận tốc của nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, các bạn để ý. Đó. Đó. Bơi chuyên nghiệp bơi sau nhưng mà cái vận tốc nó chuyển động nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Học bơi Hà Nội, cô Như Ý xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của chúng tôi dạybơi.vn hoặc có thể gọi điện nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại hotline 0981123345 để được hỗ trợ và giải đáp. Có vấn đề gì thắc mắc, các bạn có thể để lại comment bên dưới cũng được, chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn ngay khi có thể. Nếu yêu bơi lội như tôi và muốn nhận được những video tiếp theo, các bạn hãy đăng ký subscribe kênh của Trung Tâm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.